Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang lần nữa gặp rắc rối, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nợ. Nhưng trong bối cảnh nền kinh tế sa sút, niềm tin của các hộ gia đình và doanh nghiệp xuống dốc, nhà phân tích cấp cao Shailin Chu tại Autonomous Research lo ngại rằng Trung Quốc đã hội tụ đủ các yếu tố để kích hoạt một cuộc khủng hoảng tài chính trên diện rộng. Hãy cùng lắng nghe đoạn hội thoại giữa tờ Barron's và bà Chu, chuyên gia đang theo dõi khối nợ của Trung Quốc, về tình hình kinh tế và các nguy cơ mà nước này đang phải đối mặt. Kể từ khi Trung Quốc mở cửa và tiến hành cải cách trong thập niên 1970, môi trường vĩ mô lúc này đang tồi tệ hơn bao giờ hết. Trung Quốc không chỉ gặp phải một vấn đề ngoài sự lao dốc của thị trường bất động sản, Trung Quốc còn có các rắc rối mang tính chu kỳ và cấu trúc về xuất khẩu, chính quyền địa phương, niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Đặc biệt, chính quyền địa phương từng là nhân tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của Trung Quốc khi họ đi vay tiền để thúc đẩy hoạt động kinh tế. Nhưng năm nay, các địa phương đang tập trung vào việc kiểm soát gánh nặng nợ ẩn. Các địa phương không thể vay thêm nữa do áp lực của chính phủ trung ương. Bắc Kinh chắc chắn có đủ khả năng làm vậy. Nợ của chính phủ Trung Quốc chỉ tương đương khoảng 25-30% GDP. Nhưng giới lãnh đạo không muốn làm vậy. Họ muốn giữ bản cân đối kế toán của chính phủ sạch sẽ nhất có thể. Nếu chính phủ Trung Quốc giải cứu các nhà phát triển bất động sản và quỹ tương hỗ trợ lúc này, thì dư địa để hỗ trợ trong tương lai sẽ suy giảm. Các nhà hoạch định chính sách đã kiên quyết giữ lập trường này trong vài năm qua. Đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Trung Quốc phải đối mặt với vấn đề về niềm tin ở quy mô lớn. Khủng hoảng ngân hàng tại Mỹ hồi tháng 3 đã cho thấy niềm tin rất quan trọng với ngành tài chính. Rủi ro thực sự là nếu tình hình kinh tế vĩ mô không cải thiện trong những tháng tới, thì Trung Quốc sẽ bị mắc kẹt với rắc rối về lòng tin và tôi e là triển vọng kinh tế sẽ rất khó thay đổi. Liệu đến một lúc nào đó, vấn đề niềm tin này có lan ra ngành tài chính hay không? Liệu mọi người có cảm thấy họ nên để tiền trong tài khoản ngân hàng hơn là các quỹ ủy thác? Nếu viễn cảnh tồi tệ trên xảy ra, các khách hàng có thể đột ngột và đồng loạt trả lại các sản phẩm đầu tư, sau đó đòi lại tiền. Đó là lúc Trung Quốc có nguy cơ khiến công chúng mất lòng tin vào lĩnh vực ngân hàng bóng tối. Hầu hết các sản phẩm đầu tư không cho phép khách hàng rút tiền tùy ý như tiền gửi ngân hàng. Và đó là lý do chính mọi thứ vẫn im ắng cho đến nay. Điều chúng ta không biết là liệu các vụ vỡ nợ gần đây của một số quỹ ủy thác có khiến khách hàng ngần ngại đem tiền đi tái đầu tư một khi sản phẩm của họ đến hạn hay không. Nếu câu trả lời là có thì chúng ta rất có thể sẽ chứng kiến thêm những vụ vỡ nợ như Chongqing và Zhongzi. Còn nếu không thì hệ thống tài chính có thể vẫn khá yên tĩnh và ổn định. Nguy hiểm nhất là khi các hộ gia đình và doanh nghiệp chỉ thấy an tâm khi để tiền trong các ngân hàng nhà nước. Điều này có thể kích hoạt làn sóng rút tiền hàng loạt khỏi các ngân hàng nhỏ, giống như những gì chúng ta đã thấy ở Mỹ hồi đầu năm. Hiện tượng này chưa xảy ra, nhưng các yếu tố đang hội tụ lại theo cách mà chúng ta chưa từng thấy. Trung Quốc đã có 6 công ty ủy thác sụp đổ trong vài năm qua, và chúng không gây ra khủng hoảng mang tính hệ thống. Nhưng Chongqing lớn gấp vài lần những công ty đó, môi trường kinh tế ngày nay tồi tệ hơn nhiều và niềm tin đang xuống dốc. Do đó, hệ thống tài chính Trung Quốc chắc chắn có những lỗ hổng. Khủng hoảng của Lehman Brothers lan ra quá nhanh và nhiều ngân hàng cùng bị ảnh hưởng là do các nhà băng mất lòng tin vào nhau. Không ai biết ngân hàng nào có bao nhiêu bất động sản xấu và nhà băng nào có nguy cơ sụp đổ vào ngày mai. Hiện tại, chúng ta chưa có rủi ro tương tự ở Trung Quốc. Khá thấp, sau khi chiến sự nổ ra ở Ukraine, các tổ chức tài chính phương Tây đã đánh giá lại rủi ro của họ nằm ở đâu và lên kế hoạch kiểm soát các khoản lỗ lớn tại mọi thị trường lớn. Mọi người cho rằng Trung Quốc chỉ đang gặp phải rắc rối chu kỳ ngắn hạn và nghĩ rằng Trung Quốc sẽ quay trở lại lộ trình tăng trưởng như trước và rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng những ngày huy hoàng đã kết thúc, Trung Quốc sẽ không bao giờ lặp lại được tốc độ tăng trưởng như thời trước đại dịch. Nước này có quá nhiều vấn đề mang tính cấu trúc và sự già hóa của dân số sẽ khiến cho Trung Quốc không còn có thể kiến tạo ra tốc độ tăng trưởng gần bằng với quá khứ. Mọi người không hiểu được điều này, thậm chí có lẽ các nhà chức trách Trung Quốc cũng không hiểu, bởi họ liên tục lặp lại rằng mọi quốc gia cần thời gian để hồi phục sau khi mở cửa kinh tế trở lại, nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Sự sụp đổ của tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc Evergrande kéo theo nhiều hệ lụy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế Đông Nam Á. Cổ phiếu tại thị trường Đông Nam Á đã giảm vào cuối tuần trước khi niềm tin của các nhà đầu tư nguội lạnh trước những bất ổn mới từ thị trường bất động sản Trung Quốc. Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng sự suy yếu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể ảnh hưởng đến thương mại và du lịch của khu vực Đông Nam Á. Việc tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc nộp đơn xin phá sản tại New York vào hôm 17 tháng 8 đã dấy lên lo ngại về hiệu ứng domino trong làng bất động sản. Để các nhà phát triển bất động sản, bao gồm cả Country Garden Holdings, tập đoàn bất động sản lớn nhất của Trung Quốc, đứng trên bờ vực phá sản tương tự. Theo Nikkei Asia,
Các cổ phiếu liên quan đến Trung Quốc như cổ phiếu của công ty Hồng Kông Land giảm 1,9%, trong khi REIT như Capital Land Investment và Mapletree Logistics Trust kết thúc phiên giao dịch ở mức thấp hơn 1,3% và 0,6% ngay sau khi có tin Evergrande phá sản. 20% doanh thu của hai công ty này đến từ thị trường Trung Quốc. Ông Paul Cho, trưởng bộ phận nghiên cứu Philip Security Research Singapore cho biết, nếu nền kinh tế Trung Quốc còn tiếp tục lao dốc, nó không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu mà còn ảnh hưởng đến một số công ty niêm yết của Singapore có hoạt động ở Trung Quốc. Trong khi đó, chỉ số VN Index của Việt Nam giảm 4,5%, trong khi chỉ số Jakarta Exchange Composite Index và chỉ số SET của Thái Lan đều giảm 0,6%, đồng thời chỉ số Bursa Malaysia KLCI mất 0,1% cũng trong cùng thời gian trên. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bất ngờ cắt giảm lãi suất lần thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng. Động thái này được xem là một trong những nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh giúp nới lỏng tiền tệ, tạo tiền đề để thúc đẩy nền kinh tế vốn đang chậm lại. Thế nhưng, với nhiều nhà đầu tư, việc cắt giảm lãi suất của Trung Quốc là rất nhỏ và sẽ chỉ giúp ích một cách khiêm tốn cho sự phục hồi của nền kinh tế nước nhà. Nhiều nhà đầu tư vẫn đang hoài nghi về những nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế của chính quyền Bắc Kinh. Một nhà quản lý quỹ có trụ sở tại Singapore chia sẻ với tờ Nikkei Asia. Ông Aninda Mitra, người đứng đầu chiến lược đầu tư và vĩ mô châu Á tại BNY, Merlin Investment Management, cho biết sự chậm lại của kinh tế Trung Quốc đã bắt đầu ảnh hưởng lên một số nền kinh tế khác trên thế giới, trong đó có ASEAN. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Bloodtree, AMRO, mới đây đã đưa ra dự báo kinh tế của khu vực Đông Nam Á sẽ tăng trưởng 4,5%, thấp hơn so với con số 4,9% được đưa ra tháng 4 vừa qua. Singapore, quốc gia xem Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Vào ngày 17 tháng 8, xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore trong tháng 7 đã giảm 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ 10 liên tiếp. Điều này còn tồi tệ hơn so với mức giảm 14,4% được các nhà kinh tế dự đoán trước đó. Hơn nữa, nhu cầu tiêu dùng của Trung Quốc yếu đi có thể khiến giá lương thực và năng lượng quốc tế trượt dốc, trong khi Đông Nam Á lại là khu vực giàu hàng hóa. Thị trường hàng hóa của Malaysia và Indonesia nên thận trọng và có thể phải chịu áp lực giảm giá do Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn của các quốc gia này, một nhà quản lý quỹ ASEAN có trụ sở tại Singapore cho biết. Trong một lưu ý vào ngày 18 tháng 8, công ty tài chính Barclays cho biết sự sụp đổ trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đang gây tổn thương đến tốc độ tăng trưởng trong nước. Song song với đó, những bất ổn của lĩnh vực trụ cột này cũng sẽ đè nặng lên giá cả hàng hóa khi nhu cầu vật liệu xây dựng giảm và người dân Trung Quốc giảm tiêu dùng. Ngoài ra, khi nhu cầu toàn cầu yếu đi, nhiều quốc gia hy vọng rằng sự trở lại của du khách Trung Quốc sẽ thúc đẩy ngành du lịch, vốn chiếm hơn 10% tổng sản phẩm quốc nội của ASEAN. Thế nhưng, sự phục hồi kinh tế chậm hơn dự kiến của Trung Quốc đã khiến nhiều người thất vọng. Ông Barnabas Gan thuộc ngân hàng RHB cho hay, lượng khách từ Trung Quốc đến Thái Lan có thể giảm xuống dưới 5 triệu người, thấp hơn nhiều so với mức 7 triệu người mà chính phủ Thái Lan dự kiến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.